Đơn đề quốc phòng toàn dân xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình với các nội dung chính sau đây. Phần tin thời sự quân sự quốc phòng trong tỉnh, phóng sự chủ động sâu sát chiến sĩ mới. Bây giờ mời quý vị và các đồng chí bắt đầu theo dõi. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Long An đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2016. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Tấn Dũng cùng các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh và 15 quyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã dự. Năm 2016, công tác giáo dục quốc phòng an ninh của tỉnh Long An đã có bước đột phá vào các đối tượng cần quan tâm như giáo viên, công nhân, áp đội trưởng, công an viên, ngư dân, chủ nhà trọ, nhà nghỉ, chủ hộ tiểu thương, chủ hộ dân sống dọc tuyến biên giới, đã giúp cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân nhận thức đúng, nâng cao cảnh giác cách mạng và vận dụng có hiệu quả thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức tập huấn chương trình giáo trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 80 cán bộ giáo viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 4.858 cán bộ cùng với 1.644 chức việc tôn giáo, hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hộ dân biên giới, chủ nhà nghỉ, nhà trọ và giáo dục quốc phòng an ninh cho 41.000 học sinh, sinh viên. Triển khai công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017, tỉnh Long An tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng các chỉ thị, nghị định, thông tư, hướng dẫn của trên, đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, nhất là đường lối quan điểm của Đảng, pháp luật nhà nước về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại tiểu khu quân sự tỉnh Rai Ven, Campuchia, Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, Thiếu tướng Ben Sarun, Tiểu khu trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Svay Riêng, Thiếu tướng Moon Samun, Tiểu khu trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Rai Ven đã chủ trì lễ ký kết biên bản hợp tác năm 2017 và quy chế kết nghĩa giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An và Tiểu khu quân sự tỉnh Rai Ven, Svay Riêng, Campuchia. Báo cáo kết quả hợp tác năm 2016, hai bên đã thống nhất đánh giá. Năm 2016, hai bên đã duy trì có hiệu quả việc trao đổi thông tin thường xuyên cũng như đột xuất theo tinh thần biên bản hợp tác năm 2016. Qua đó, kịp thời xử trí, giải quyết có hiệu quả các tình huống xảy ra trên tuyến biên giới, tổ chức tuần tra song phương và đơn phương với trên 30.300 lượt cán bộ, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Lực lượng vũ trang Long An đã tổ chức 25 đoàn sang trao đổi tình hình, thăm và chúc Tết, tổ chức cho các đơn vị lực lượng vũ trang các huyện biên giới và nội địa tỉnh Long An kết nghĩa với các chi khu quân sự hai tỉnh bạn trên tinh thần biên bản hợp tác. Lực lượng vũ trang tỉnh Long An tham mưu chính quyền các cấp hỗ trợ bạn kinh phí trên 2 tỷ đồng, xây dựng hạ tầng doanh trại, tổ chức khám bệnh tặng quà cho 1.230 dân nghèo nước bạn với kinh phí 390 triệu đồng. Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An và Thiếu tướng Ben Sarun, Tiểu khu trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Svay Riêng, Thiếu tướng Moon Samun, Tiểu khu trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Rai Ven đã ký kết kết nghĩa và thỏa thuận hợp tác song phương với phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Giữ vững môi trường hòa bình ổn định và phát triển của tỉnh Long An Việt Nam với tỉnh Svay Riêng, Rai Ven, Campuchia. Tập trung thực hiện các nội dung chủ yếu như hợp tác trao đổi tình hình, tuần tra trên tuyến biên giới, tiếp tục hợp tác đẩy mạnh công tác phân giới cắm mốc, hoạt động trao đổi đoàn nhằm tăng cường mối đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện bền vững lâu dài, tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau, cùng xây dựng biên giới hòa bình ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để hợp tác phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh giữa hai nước Việt Nam Campuchia và giữa hai địa phương. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền quốc phòng toàn dân năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Quân khu 7 đã dự. Năm 2016, công tác phối hợp tuyên truyền quốc phòng toàn dân giữa Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với các cơ quan báo chí được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị, quân sự của địa phương. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp Báo Long An thực hiện 24 chuyên trang quốc phòng toàn dân, 24 chuyên đề truyền hình và 24 chương trình phát thanh trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, thực hiện các chương trình trên truyền hình quân khu 7.
Ngoài ra, còn có nhiều tin bài phản ánh kịp thời các vấn đề thời sự trong lực lượng vũ trang. Trong đó có nhiều tin bài được bạn đọc đánh giá cao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đưa ra những đề xuất nhằm làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cần có sự trao đổi thông tin mang tính định hướng cho các cơ quan tuyên truyền, tăng cường các tin bài phản ánh về tình quân dân, nêu gương người tốt, việc tốt là những cán bộ chiến sĩ. Cần có sự đổi mới trong thể hiện các chuyên trang, chuyên đề trên báo Long An, đài phát thanh và truyền hình tỉnh, phối hợp với báo Long An tăng cường phát hành báo đến các đơn vị, lực lượng vũ trang ở cơ sở. Tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giuộc, Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, đại diện các cơ quan trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã dự hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giuộc. Thực hiện quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Thượng tá Nguyễn Hoàng Sang, nguyên ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Thượng tá Phan Kế Sông, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giuộc. Cả hai giữ chức vụ mới kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2017. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ghi nhận những nỗ lực đóng góp của Thượng tá Nguyễn Hoàng Sang, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Cần Giuộc, đã tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang huyện không ngừng lớn mạnh. Thưa quý vị và các đồng chí, công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội có vị trí đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo cho toàn quân một ý chí sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Làm tốt công tác tư tưởng sẽ trực tiếp góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của bộ đội, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ. Kinh nghiệm trong nắm bắt quản lý tư tưởng bộ đội của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Cầm trên tay cuốn 100 tình huống tư tưởng có thể nảy sinh ở đơn vị cơ sở và gợi ý biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở. Trung úy Trần Duy Thiện, Trung đội trưởng Trung đội 17, Đại đội 6, tranh thủ giờ giải lao, lướt qua những trang mà anh cho là phù hợp với tình huống mới nảy sinh trong giờ huấn luyện vừa qua và tham khảo các gợi ý xử lý. Với nội dung ngắn gọn, cụ thể, bám sát chức trách nhiệm vụ của cán bộ phân đội, cuốn sách là cẩm nang cơ bản cho các cán bộ phân đội ở Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An, nghiên cứu vận dụng khi tiến hành công tác tư tưởng trong quản lý huấn luyện chiến sĩ mới. Thực tiễn các đơn vị cơ sở thuộc Trung đoàn 738 thời gian qua cho thấy, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp phân đội, những người trực tiếp cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bộ đội, có vai trò hết sức quan trọng trong việc nắm bắt mọi diễn biến để tiến hành công tác tư tưởng của bộ đội. Nhưng việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm tiến hành công tác tư tưởng cho cán bộ phân đội thời gian qua còn nhiều mặt hạn chế, nên còn nhiều lúng túng trong nắm, quản lý, dự báo, giải quyết và xử lý tình hình tư tưởng phát sinh. Từ thực trạng trên, Quỹ Ban Chỉ huy Trung đoàn 738 đã tập trung chỉ đạo đưa nội dung công tác tư tưởng, công tác giáo dục chính trị và các chỉ tiêu yêu cầu về chấp hành kỷ luật, pháp luật vào nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý, năm của đơn vị. Triển khai toàn diện, đồng bộ các cái mặt hoạt động của công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội, tập trung vào các cái nhiệm vụ trọng tâm, các cái thời điểm dễ nảy sinh các vấn đề tư tưởng như là tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới, hoặc là đơn vị thực hiện nhiệm vụ hành quân, huấn luyện, dã ngoại, diễn tập, hoặc là khi đơn vị có biến động về tổ chức, biên chế và các cái ngày lễ, ngày Tết. Thông qua đó, phát hiện, nắm bắt diễn biến tình hình, tư tưởng của bộ đội để kịp thời có những cái chủ trương, giải pháp tích cực để mà giải quyết những vấn đề vướng mắc về tình hình tư tưởng của bộ đội. Xuất thân từ những hoàn cảnh, trình độ học vấn khác nhau, nên chiến sĩ mới nhập ngũ vào đơn vị, mỗi người một trạng thái tâm lý khác nhau.
kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của bộ đội là một biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới. Trong số 486 tân binh nhập ngũ vào đơn vị, có 26 đảng viên, 442 đoàn viên. Về trình độ học vấn, có 30 trung cấp, 56 cao đẳng, 14 đại học. Số còn lại chủ yếu học vấn cấp 3. 23 con em cán bộ công chức, viên chức, 18 chiến sĩ là con cháu gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với cách mạng. Có 7 chiến sĩ đã có gia đình riêng, 3 trong số này đã có con. 17 chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khác, đã được đơn vị quan tâm đặc biệt về công tác tư tưởng. Kịp thời thống kê hoàn cảnh gia đình từng chiến sĩ, thực hiện quản lý tư tưởng bộ đội theo nhóm, khai thác các thông tin có thể tác động đến tư tưởng chiến sĩ như hoàn cảnh hậu phương gia đình, điều kiện kinh tế, tình hình sức khỏe của người thân, môi trường và công việc trước khi chiến sĩ nhập ngũ vào đơn vị. Đây là vấn đề ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, tư tưởng của chiến sĩ, cần nắm để có biện pháp tư tưởng phù hợp. Mặt khác, qua thông tin này còn nắm được sở thích, thế mạnh và nhất là suy nghĩ của bộ đội khi vào môi trường quân đội, động cơ phấn đấu, nguyện vọng cá nhân. Từ đó có biện pháp giáo dục, tác động hiệu quả và nhân rộng, làm gương giúp chiến sĩ an tâm công tác. Trước lúc vào đây thì tôi đã có vợ, vợ tôi đang mang thai và sắp sanh. Những ngày đầu vào đây thì tôi rất buồn, nhưng vào đây rồi thì được cán bộ động viên và an ủi. Và đến thời điểm này thì tôi đã an tâm tư tưởng và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi đã có vợ con, tôi nãy đã 3 tuổi. Từ lúc nhập ngũ, tôi đã nhớ vợ, nhớ con, nhiều đêm tôi khóc. Nhưng nhờ đồng chí chính trị viên của đại đội thường xuyên quan tâm, an ủi tôi, động viên tôi, nên tôi đã an tâm tư tưởng. Ân cần cầm tay chỉ việc, hướng dẫn chiến sĩ mới từng động tác nhỏ nhất trong thực hiện nội vụ, vệ sinh, sinh hoạt hàng ngày. Thượng úy Ngô Hồng Khanh, trung đội trưởng trung đội 9, đại đội 3, luôn quan tâm tìm hiểu, nắm chắc hoàn cảnh của các chiến sĩ trong phân đội, thông qua sinh hoạt và công việc hàng ngày. Từ đó có biện pháp quản lý chiến sĩ phù hợp. Đối với nhóm chiến sĩ lớn tuổi, anh luôn chủ động gặp gỡ, động viên, phân tích và khơi gợi tinh thần gương mẫu của họ trước tập thể. Mặc dù lính tuổi quân dần tuổi đời, nhưng vì nhiều tuổi hơn, một số đã tốt nghiệp cao đẳng đại học, nên trình độ, vốn sống, kinh nghiệm, sự từng trải, độ chín chắn của họ hơn các bạn đồng ngũ. Do đó, không chỉ gương mẫu trong lời nói và việc làm, đơn vị còn khuyến khích, động viên họ mạnh dạn đề xuất các biện pháp, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện của đơn vị. Đối với nhóm chiến sĩ có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, như cha hoặc mẹ đã mất, đã ly hôn, có người thân đau ốm, vân vân. Anh luôn thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng, chủ động chia sẻ, động viên, khuyến khích họ vượt qua mặc cảm, sống hòa mình cùng tập thể. Đồng thời thường xuyên phân công người giúp đỡ, tránh để bộ đội rơi vào mặc cảm tiêu cực. Thực hiện ba cùng với chiến sĩ, thường xuyên đối thoại với chiến sĩ, kịp thời giải đáp những vướng mắc, kiến nghị của cán bộ chiến sĩ, góp phần ổn định tình hình tư tưởng ở đơn vị. Thực hiện cấp trên sâu sát với cấp dưới, cán bộ quan tâm gần gũi với chiến sĩ là chỗ dựa tin cậy để chiến sĩ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, bày tỏ những khó khăn, vướng mắc để đơn vị làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Bên cạnh những biện pháp nắm bắt diễn biến tư tưởng bộ đội, tiểu đoàn 1 trung đoàn 738 còn tổ chức gặp gỡ thân nhân gia đình chiến sĩ mới, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thông báo về kết quả rèn luyện của từng chiến sĩ. Bên cạnh đó, yêu cầu gia đình địa phương nhắc nhở con em mình trong thời gian nghỉ phép không tham gia các tệ nạn xã hội, chấp hành quy định về an toàn giao thông, động viên trả phép đúng thời gian, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tại ngũ. Từ cách làm này đã cho thấy hiệu quả tốt, không còn trường hợp đi trễ phép, chấm dứt được hiện tượng bộ đội vi phạm kỷ luật, bảo đảm được an toàn giao thông. Khi trở lại đơn vị thì phấn khởi, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng bộ đội,
nên nhiều năm qua, quan hệ giữa đồng chí đồng đội ở tiểu đoàn 1, trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An như một gia đình lớn. Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn đoàn kết, tôn trọng, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tượng ngày khó ngày khổ, thoái thác nhiệm vụ, đùn đẩy công việc đã không còn xuất hiện. Trung đoàn luôn hoàn thành tốt các khóa huấn luyện chiến sĩ mới và nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được giao. Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên đề quốc phòng toàn dân của lực lượng vũ trang Long An, rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng chương trình. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.